Sư và quý thầy, quý ni và các Phật tử, dạ con xin được trình pháp ạ. Dạ là con thời gian qua con có hành thiền Kasina trắng đó sư, thì con có một chút thắc mắc là sư giải đáp giùm con là khi mà mình niệm trắng trắng thì có phải là mình không quan tâm tới cái đó nó là gì mà chỉ là màu trắng thôi đúng không sư? Với lại là mà khi mở rộng ánh sáng đó thì mình không cần niệm trắng nữa mà mình chú tâm tới ánh sáng đó để cho nó rộng ra hay sao hay thưa sư ạ? Đúng rồi đấy. Khi đã chuyển sang niệm trắng thì mình không cần quan tâm đến cái vật mà nó có màu trắng đấy, nó là cái gì nhá. Nó là từ giấy trắng được, vải trắng được, bức tường trắng được, cái xương sọ màu trắng được, bất cứ cái gì cũng được. Nhưng mà khi mình đã chuyển sang niệm trắng trắng, mình chỉ cần để ý đến cái màu trắng của nó thôi, không cần nghĩ đến cái vật đấy là vật gì. Niệm trắng trắng vậy, khi nào nó xuất hiện ánh sáng vẫn phải niệm trắng trắng tiếp, vẫn phải niệm cho đến khi cái ánh sáng ấy nó rực rỡ lên, nó mạnh hẳn lên, nó sáng tỏa hẳn ra, thì lúc đấy mới không niệm nữa và chú trên cái ánh sáng đấy. Và khi nào cái ánh sáng ấy nó có thể duy trì được từ 1 đến 2 tiếng thì lúc đấy mới đi mở rộng. Mở rộng thì chỉ cần mở rộng một lúc là xong thôi. Mở đầu tiên là mở nớn ra một chút, nớn ra một ngón tay này, một gang tay, nớn ra thành một sải tay, nớn ra một thành cả cái nhà, cả cái khu phố này, nớn ra khắp không gian. Cứ từ 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 đưa cái tâm mở rộng ra. Pháp không gian vũ trụ vô biên. Khi mở hết khả năng có thể mở được rồi thì lúc đấy mới lại hướng tâm về trước mặt mình, lại hướng về một điểm nhỏ ở trước mặt và lại niệm trắng trắng trắng. Khi nào nó sáng rực lên thì mới không niệm nữa và cứ chú ở đấy liên tục. Chỉ cần mở rộng vậy một lần, hai lần thôi chứ không cần mở nhiều nhé. Có thể chỉ mở một lần hoặc hai lần là xong. Rồi còn chủ yếu là chú trên cái ánh sáng đấy. Dạ. Chú trên cái màu trắng đấy, càng lúc cái tâm nó càng hút sâu vào đấy, nó định tĩnh thâm sâu ở trên cái tự tướng đấy và phải duy trì nó được liên tục 2, 3, 4 tiếng ấy, thì lúc đấy nó mới vào được định sâu. Còn lúc đầu cứ phải niệm trắng trắng rất nhiều. Dạ, với con xin thưa sư là khi niệm ca sinh trắng nó xong thì con thấy là khi mà mình qua hơi thở sư thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, mình dễ nhận ra hơi thở, với lại cũng dễ có ánh sáng. Nhưng mà con xin thưa với sư là khi có ánh sáng, khi con vẫn nhận biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng, nhưng mà trong lúc đó thì kiểu như là nó cũng khởi lên nhiều cái ý niệm á sư, nghĩa là chuyện đó qua hay là chuyện chưa tới, nó vẫn khởi, nhưng mà ví dụ như nó khởi lên thôi thì con vẫn theo dõi hơi thở, hoặc là có khi nó vẫn đi một khúc rồi con vẫn quay lại hơi thở. Nhưng mà ý là con thưa sư là như vậy là con hành có đúng không thưa sư ạ? Không ảnh hưởng gì, những cái suy nghĩ đấy nó vẫn khởi lên là chuyện bình thường. Trong lúc mà hành thiền gì cũng vậy, niệm hơi thở hay là ca xin lá trắng, thì trong lúc quan sát hơi thở đấy nó vẫn có những cái tạp niệm nó vẫn xen vào. Chỉ có cái là mình đừng đi theo cái vọng tưởng đấy, đừng có khởi lên quá nhiều thôi, chứ không hết tuyệt đối. Nó không cần phải nó hết tuyệt đối đâu, chỉ cần giảm bớt đi. Vọng tưởng trước kia nó 10 thì khi hành thiền rồi nó chỉ cần còn nó còn lại 5 là được rồi, và mình vẫn biết được hơi thở. Và trong lúc biết hơi thở đấy nó vẫn có vọng tưởng và nó không ảnh hưởng gì hết, đừng có quá bận tâm đến nó. Dạ, dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ con kính bạch sư ạ. Vừa xong thì con có một cái thời thiền vừa rồi con có một cái lăng tăng trong đầu con là có một cái tình huống là công việc của con thì thỉnh thoảng có tiếp xúc với các bạn trong cộng đồng LGBT, một số bạn thì có HIV/AIDS, thì con không có là người trực tiếp điều trị cho các bạn, chỉ là người kết nối hỗ trợ cái khoảng thời gian ban đầu để trấn an tâm lý của các bạn thôi. Thì con có một cái lăng tăng thì mình có thể lấy cái đó để mà nhớ tưởng niệm thí được hay không, hay đó chỉ là công việc, là trách nhiệm của con thôi ạ. Đó chỉ là con thuộc vào cái team đó, có cái công việc đó thì đó chỉ là cái trách nhiệm mà con phải làm thôi ạ. Thì con xin được sư chia sẻ. Nếu như đấy là một cái việc mà mình làm tình nguyện mà làm
mà cũng giống như một việc phước thiện từ thiện mà mình làm mình không lấy công ấy, thì đấy nó vẫn là một cái việc thí được. Mình vẫn có thể lấy cái đấy làm cái pháp thí. Pháp thí đấy là mình đang giúp người khác, đang hỗ trợ người khác bằng cái sức lực của mình, bằng cái công việc của mình, thì vẫn được, vẫn có thể lấy cái đấy làm pháp niệm thí, thật lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta. Thì ta đang làm cái lợi lạc cho người khác, đang làm lợi ích cho người khác, và thì mình sẽ được cái lợi lạc, cái lợi ích cho chính mình ở tương lai. Thì đấy là cái đấy, đấy là niệm thí cũng được. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch sư, dạ con có 3 câu hỏi. Dạ câu hỏi đầu tiên là khi mà con mới thực hành niệm thí thì con có suy nghĩ đến kiểu là trong cái lúc mà con chuẩn bị những cái phần quà để đi phát cho những người kiểu có nhỏ, thì con có thể là kiểu cái đó thì con có thể làm được hay không, hay là con chỉ suy nghĩ đến cái việc là cái hình ảnh là con đi phát như thế nào, với lại là kiểu trong cái lúc mà con hành thiền ấy thì con có suy nghĩ đến cái hình ảnh mà con phát xong ấy thì con lại bị dắt đi thêm một khúc những cái hành động sau đó nữa, nhưng mà con kiểu con mới quay lại được, thì không biết cái này như thế nào. Đó là câu hỏi đầu tiên của con. Được, khi mình phát quà cho người khác đấy là mình đang bố thí rồi, và cái đấy là hoàn toàn có thể niệm thí được, và trong một lúc cái tâm nó có thể bắt được nhiều đối tượng. Vì những cái pháp hành thiền như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên là tâm nó bắt rất nhiều đối tượng một lúc. Cho nên một lúc mình có thể nhớ đến nhiều sự kiện, nhớ đến nhiều thời điểm, nhớ đến nhiều cái pháp bố thí đều được hết. Mình gom tất cả lại với nhau, nhớ được một thời điểm được, một đối tượng được, nhớ nhiều thời điểm, nhiều đối tượng được. Vì những cái pháp này không giới hạn về đối tượng. Còn có những cái pháp thiền mình chỉ được nhớ đến một đối tượng thôi, đó là thiền hơi thở và thiền các ca xin đá, chỉ được nhớ một đối tượng. Còn những cái pháp tùy niệm này lại được phép nhớ nhiều đối tượng, cho nên tâm nó suy luận một chút cũng được, không sao hết, vẫn niệm được, cứ thế mà niệm. Dạ, câu hỏi thứ hai của con là cái lúc mà bố thí thì ở con thì nó có một cái sự việc nó không hay lắm, là kiểu người ta lợi dụng trẻ em nên là kiểu bây giờ con ra con thấy những đứa nhỏ thì con thấy kiểu con rất là muốn bố thí, nhưng mà con sợ kiểu là về thì những cái tiền đó thì bị người ta lấy rồi người ta hành hạ, thì cái đó là cái nó cũng không hay, nên là con cũng không biết là con nên làm như thế nào với những cái trường hợp như vậy. Thì trong cái lúc làm cái việc bố thí này nó cần có trí tuệ, thiện tâm hợp trí tuệ, mình biết suy xét là cái gì nó có lợi lạc nhất cho cái người nhận đấy, và mình biết là mình cho cái gì mà không có lợi lạc cho người đấy, không có lợi lạc cho người đấy thì mình không nên cho. Thì cái đấy nó tùy theo cái sự nhận định, cái sự hiểu biết, cái sự suy xét của mình. Nếu mình suy xét, mình nhận định là mình cho cái này có lợi thì mình cho, mình thấy rằng cái điều này nó có hại cho cái người nhận đấy thì không nên cho nữa mà cho cái khác. Thì đấy là có trí tuệ trong cái lúc mình làm những cái việc đó. Còn cái lúc mình niệm thí thì mình bỏ qua những cái mà mình không nhìn thấy đi, mình không biết thì thôi, mình cứ hoan hỷ mà với những việc đã làm để mình niệm cho nó hoan hỷ. Dạ, câu hỏi cuối cùng là tại con cũng có đang chép kinh ấy, với lại là con kết thúc cái hành thiền thì con không biết là con nên làm cái này trước, làm kiểu là chép kinh trước rồi hành thiền sau, hay là hành thiền trước rồi chép kinh sau. Dạ. Nên hành thiền trước, hành thiền quan trọng hơn là chép kinh. Chép kinh thì cũng là một việc phước để lưu truyền lại kinh điển, nhất là thời ngày xưa mà khi chưa có kỹ thuật in ấn ấy, thì cái việc chép kinh là công đức rất lớn. Thì có người chép lại kinh mới giữ gìn được kinh điển đến bây giờ. Còn bây giờ thì cái kỹ thuật rồi máy móc in ấn rất nhiều rồi, cái việc chép kinh nó không còn quan trọng như thời xưa nữa, và nên để cái thời gian đấy hành thiền thì tốt hơn. Dạ, con xin chưa sư, cảm ơn sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch sư, con có vài câu hỏi sư.
Thì liên quan tới cái mà niệm bố thí sáng nay mà sư dạy đó sư, thì cho con hỏi là ví dụ như là khi mà mình trì kinh hoặc là mình niệm Phật đó, sư, rồi mình hồi hướng cái công đức đó, thì cái đó nó có phải là bố thí không sư? Cái đấy là phước hồi hướng. Dạ. Hồi hướng khác, còn bố thí khác. Dạ. Đấy không 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 nên tính vào bố thí, mà đấy là một pháp riêng. Bố thí riêng và hồi hướng là một pháp khác, và mình không không nên lấy cái đấy làm đối tượng để niệm thí. Dạ. Rồi câu hỏi thứ hai, hồi nãy sư có nói là khi mà mình bố thí á, thì là cái người cho cũng phải thanh tịnh, rồi cái người nhận cũng thanh tịnh, rồi cái vật phẩm mình cho cũng thanh tịnh đó sư. Thì nhiều khi mình bố thí, mình giúp cho cái người khác mà mình thấy người ta khổ hơn mình, thì cái đời sống của họ có thanh tịnh hay không, nhiều khi mình không có biết được, rồi thì sao sư? Thì cái đấy nó còn nó tùy thuộc vào mình, tức là muốn nói là kết quả của cái việc bố thí ấy, nếu như cả ba đều thanh tịnh thì nó sẽ có cái quả phước lớn. Còn nếu như mà có một trong ba cái đối tượng đấy không được thanh tịnh thì cái quả phước đấy nó sẽ kém hơn một chút. Còn mình lấy cái đối tượng để mình niệm thí thì đối tượng nào cũng được, thanh tịnh cũng được, không thanh tịnh cũng được, cũng vẫn là cái pháp thí mà mình vẫn có thể thực hành thiền niệm thí được. Rồi trong cái lúc mình hành thiền á sư, ví dụ như nhiều khi mình cần cái không gian yên tĩnh nhưng mà không phải lúc nào cũng được á sư, thì mình có thể dùng một cái gì đó để mình bịt cái lỗ tai của mình thì có được không sư? Cái trường hợp đấy cũng có thể được, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều. Thực ra khi mình bịt tai lại nó cũng vẫn có cái tiếng ù ù ở trong tai, hoặc nó không được tự nhiên thoải mái, chỉ trừ khi cái tiếng ồn nó quá nhiều. Nhưng mà nếu mà cái tiếng ồn mình giải quyết bằng cái cách là dùng cái phòng mà nó có cách âm chống được tiếng ồn thì vẫn tốt hơn là bịt tai. Cho con hỏi thêm một số cái về cái thiền Kasina thư. Thì con có tập cái thiền trắng ở nhà sau khi cái tháng rồi mà sư dạy đó. Thì sư cho con hỏi là khi mà mình thấy ánh sáng á sư, cái việc mà mình thiền ban đêm với ban ngày có khác nhau gì không sư? Với cái người mới thực hành ấy thì mình sẽ cảm nhận nó có cái khác. Còn những người thực hành lâu rồi thì nó không không còn cảm nhận cái khác nhau nữa, nó đều như nhau. Cái người mới thực hành thì hay chú trọng về cái cường độ sáng và mờ hơn. Lúc nào sáng hơn thì người ta cảm thấy hoan hỷ thích hơn, mờ mờ đi một tí thì người ta cảm thấy bất an hơn. Và nếu mà ngồi trước ban ngày, ngồi trước cái không gian sáng thì cái người ta sẽ thấy cái ánh sáng nó rõ hơn. Ngồi ở trong cái không gian tối người ta sẽ thấy cái ánh sáng nó không rõ bằng. Nhưng mà đấy nó chỉ ảnh hưởng với người mới tập chưa lâu ngày. Còn với người đã tập lâu ngày rồi, người ta không còn chú trọng vào cái màu sắc của tỡ tướng, cái cường độ sáng nữa, mà người ta chú trọng vào cái tâm nó định tĩnh, cái tâm định tĩnh nó có hỷ lạc khinh an cao, cái tâm nó ít phóng tâm, ít vọng tưởng. Còn cái mức độ sáng tối thì không quan trọng, và thực ra là nó như nhau. Nó ngồi ở không gian sáng hay không gian tối thì cái định nó như nhau mà thôi. Có cái là do người ta cảm nhận thấy là nó khác nhau, là ngồi sáng thì thấy nó sáng hơn, tối thì thấy nó tối hơn một chút. Nhưng mà nên bỏ qua cái khái niệm đấy đi, không nên chấp vào cái nơi sáng hay nơi tối, mà phải tự mình coi là nó như nhau thì nó tốt hơn. Con đặt cái câu hỏi đó là tại vì thí dụ như bình thường con hay thiền là con thiền cái thời tối, thí dụ như là cỡ khoảng tầm 10 giờ đêm á. Nhưng mà tại vì có một đợt vừa rồi thì bữa đó thì tại vì con trì kinh thì con hay trì cái tầm là 2 giờ chiều. Thì bữa đó sau khi con trì con lại sám hối xong thì con tự nhiên con có một cảm giác là thôi con muốn ngồi thiền. Thì con cứ ngồi thiền, nhưng mà xung quanh chỗ con lúc đó thì họ đang xây dựng nhà thì nó cũng khá ồn ào sư. Thì con cứ nói là thôi cứ ngồi thử coi nó như thế nào. Và con thiền Kasina trắng, thì khi bữa đó con thiền thì trong tâm con thì con nghĩ là con sẽ không thiền được, nhưng mà con vẫn cố gắng con ngồi để mình giống như mình tập cho cái chân nó quen. Thì con vẫn niệm Kasina trắng thì giống như cái mình không mong đợi thì nó xảy ra. Thì là con thấy cái ánh sáng giống như là sư có giải thích, thì có khi thì nó tròn, rồi sau đó thì mà cái vàng đó có nó vàng rất là nhạt sư, tức là nó chuyển từ một màu xám nhạt sang màu hơi vàng vàng, hơi ngà ngà, rồi sau đó nó sáng dần lên.
rồi có khi trong đó thì con lại thấy là nó trong cái nó có giống như một trong cái tâm của nó sư, thì nó lại lóe lên một cái vàng đậm hơn, nó giống như là mặt trăng có khi tròn và có khi giống như là trăng khuyết vậy đó sư. Rồi có một lúc thì cái ánh sáng nó càng lúc nó càng rực lên, nó sáng rất là sáng, và con cảm giác là con trú được trong đó khoảng thời gian cho là khoảng 5 phút, nó rất là sáng đó sư. Mà con không hiểu tại sao lúc đó thì tự nhiên cái con mắt của con nó lại bắt đầu nó nhấp nháy, tức là nó muốn nhắm chặt hơn hoặc là nó muốn mở ra, thì là do tại sao hả sư? Rồi khi cái định nó trở nên rất là sung mãn, nó cũng giống như là lúc đấy mình cảm thấy như là cái định như vậy nó đủ, nó thỏa mãn rồi, thì tự nhiên cái mắt nó thỉnh thoảng nó hay chớp chớp lên một tí, chớp lên một tí thôi nhá, không sao đâu nhá, mình đừng có mở ra, mình thấy nó chớp chớp nó mở ra thì nhưng mình đừng mở mắt ra, vẫn cứ nên nhắm mắt lại ngay. Và cái đấy không sao hết à, lúc mà cái định nó lên đến cái mức độ sáng rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất, tự nhiên cái mắt mình nó cũng tự động như vậy thôi, nó tự động nó hay chớp lên một cái, nhưng mà lại nhắm mắt lại ngay và nó không ảnh hưởng gì cả. Đừng có thắc mắc là nó tại sao nó tự động như thế, và cũng đừng đi suy luận về nó nhiều quá nhé, đừng có so sánh là nó đang giống mặt trăng, giống mặt trời hay là giống cái gì gì hết, cứ thản nhiên với nó. Dạ. Không, tại vì cái lúc mà con thấy mắt con nhấp nháy như vậy thì con sợ giống như là mình nhắm mắt không chặt hay là mình tí hí á sư. Không, phải nhắm mắt hoàn toàn, không lúc này không được mở mắt, không được nim dim đâu. Và cái lúc mà mình ngồi với cái tâm lý tự nhiên như vậy nhất thì lúc đấy lại vào được định dễ nhất. Còn lúc nào mà mình càng có tính toán, càng có sự chủ động cao, càng khởi lên cái ý chí mạnh mẽ, càng khởi lên cái sự quyết tâm lớn thì cái thời thiền đấy sẽ càng bị động tâm nhiều. Còn nếu mà thời nào mình cứ ngồi thản nhiên bình thường, đấy như cái lúc đấy mình không chủ động ngồi thiền mà mình tự nhiên nó bộc phát lên cái tâm này, ta ngồi thiền tự chú thiền ra, thì tâm nó rất tự nhiên, nó không tính toán gì cả, cho nên nó đạt được định dễ dàng như vậy. Nếu như trong các thời thiền khác mình cũng giữ được cái tâm tự nhiên như thế này thì tất cả các thời thiền đều rất tốt, đều có thể đạt được định rất cao. Tại vì ngồi mình cứ hay có cái sự chủ động tính toán no toan là nó đã tạo ra áp lực, nên khi ngồi thiền nó bị gượng ép, mệt mỏi căng thẳng mà lại không đạt được định, hay nó có đạt được định cũng không sâu. Mà cái pháp hành thiền nó cần đến sự tự nhiên như vậy đấy, nên mỗi khi ngồi thiền phải nhớ đến cái thời điểm đấy nhé, nhớ đến cái kinh nghiệm đấy thì được. Đấy, cái lúc đấy mình ngồi với cái tâm lý như thế, tự nhiên như thế, với một cái cảnh không hề thuận lợi, một cái nghịch cảnh chứ không phải là thuận lợi gì, thế mà lại đạt được định. Thì bây giờ ngồi thiền cũng phải như vậy, cũng phải giống như là ta ngồi chơi thử vậy chẳng sao, không tính toán gì cả. Và những cái thời thiền khác giữ được tâm lý như vậy thì nó đều đạt được định hết, nó đều có được định sâu hết. Nhưng mà khi nó có rồi đừng suy luận nhiều, cứ thản nhiên bình thường thì nó sẽ duy trì được cái ánh sáng đấy rất lâu. Ánh sáng nếu tâm mình ổn định nó duy trì cả 1, 2, 3 tiếng liền không bị gián đoạn. Nhưng tâm không ổn định nó chỉ được một lúc là nó mất. Sư gì con có tập thử cái casino đỏ sư. Thì có một thời thì con thấy cái ánh sáng, nhưng mà cái ánh sáng nó hơi khác với lại cái ánh sáng của cái casino trắng. Tức là khi mà nó sáng lên đó thì nó ẩn cái màu hơi hồng hồng. Thì là đúng hay sai hả sư? Đúng rồi. Casino đỏ thì cái tợ tướng của nó cũng sẽ hơi đỏ đỏ hơn một chút. Nó hơi đục hơn một chút chứ nó không trắng. Nó không trắng trắng tinh như là casino trắng. Casino trắng 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 trong suốt luôn. Còn các casino khác thì cái cường độ màu sắc của nó không trắng bằng casino trắng được. Mỗi một casino nó sẽ có cái màu sắc nó khác một chút xíu. Dạ con cảm ơn sư. Dạ mô Phật, con kính bạch sư, cho con hỏi mấy câu ạ. Khi hành thiền niệm thí sư thì con có dùng cái đề mục là khi đi làm con sẽ hay giúp mọi người là cái gì mình biết thì mình sẽ chỉ, và mình sẽ chỉ cho đến khi mà người ta làm được luôn. Sau này người ta mà có quên hỏi lại thì mình vẫn nhiệt tình chỉ. Thì cái đó có được dùng trong cái này để mà thiền niệm thí không ạ? Chỉ cho người khác ấy. Dạ. Được, đấy là một pháp bố thí đấy nhá. Mình chỉ cho người khác làm các công việc mà mình có kinh nghiệm hơn ấy nhỉ. Dạ. Thì đúng rồi. Thì đấy là một cách chia sẻ đấy, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình,
chia sẻ những cái kinh nghiệm về công việc, về việc làm của mình cho người khác, đấy cũng là bố thí. Bố thí về kinh nghiệm đấy là bố thí pháp ấy. Một cái pháp môn, một cái kỹ năng, tất cả những cái phận sự công việc gì, kiến thức gì mà mình có chia sẻ cho người khác thì đều là bố thí. Và mình niệm thí bằng đấy được, vẫn có thể nhớ lại cái thời điểm mình làm cái công việc đấy và niệm thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta. Dạ, có câu hỏi thứ hai là khi thiền, tại vì không gian nhà con ở trọ thì sẽ không có một nơi gọi là trang nghiêm hay là gì hết, thì con có thể hỏi sư là trong một ngày như vậy khi con ở nhà, ngoài những cái thời khóa mà con có ý định là con sẽ đọc kinh niệm Phật hành thiền ra, thì những cái thời gian khác á, tự nhiên con thấy mệt mỏi hay con muốn lắng tâm gì đó, thì con có thể ngồi thiền luôn tại một cái nơi nào mà con cảm thấy nó giống như là hơi hơi yên tĩnh mà cũng hơi có không gian. Ví dụ như là ở nhà mà có cái phòng ngủ thì con có thể ngồi luôn ở trong đó con thiền, và con có phải là lạy Phật trước hoặc là thay đồ quần áo lịch sự để mà ngồi trong những cái lúc mà con muốn bất chợt như vậy không ạ? Không, hành thiền là một cái việc cá nhân, một việc riêng tư của bản thân mình, không phải nghi lễ. Chỉ khi nhờ tụng kinh lễ Phật thì mới cần ăn mặc chỉnh tề ở một cái nơi trang nghiêm và trước ban thờ Phật để làm lễ. Cái lúc cái đấy mới cần trang nghiêm nhỉ. Còn hành thiền thì không cần trang nghiêm gì cả. Hành thiền mình có thể ngồi ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, ngay ở trên giường ngủ đấy, ở trên bàn ghế nhà khách hay là phòng riêng của mình, ở đâu cũng được, không có giới hạn về cái sự đàng hoàng lịch sự gì cả, không cần thiết. Ăn mặc như thế nào cũng được, ở cái không gian như thế nào cũng được. Giống như là một cái người mình làm vệ sinh thân thể mình, tắm giặt vệ sinh thân thể là việc riêng tư của mình, không cần phải trang nghiêm tề chỉnh gì hết. Còn hành thiền là bệnh vệ sinh nội tâm của mình, đấy là việc cá nhân riêng tư của mình, không ai can thiệp, không phải là mình đang làm một cái việc thiêng liêng mầu nhiệm gì hết. Nên là có thể như thế nào cũng được và ở đâu cũng được, cứ vậy mà hành thiền, như vậy nó mới tự nhiên thoải mái. Chứ người nào mà quá là căng thẳng, mình nghĩ rằng đây là một cái sự tu tập đòi hỏi là phải rất là nghiêm túc, trang nghiêm thì cũng tốt, nhưng mà đừng có để cho tâm nó bị căng thẳng quá. Nếu như là mình có cái tâm, vì đây là mình đang thực hành pháp, thì mình có cái tâm tôn trọng pháp ấy, kính trọng pháp, thì vì mình nghĩ như vậy thì mình trang nghiêm thân mình, trang nghiêm cái chỗ thực hành, thì cái điều đấy cũng tốt. Nhưng mà nếu như vì cái lúc đấy là một cái lúc mà mình không có cái điều kiện phù hợp để mình trang nghiêm tề chỉnh, thì mình coi như mình ngồi một chút cho nó an, mình coi như là hành thiền này là một cái phương thuốc để cho điều trị những cái bệnh phiền não, những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi, để cho tâm của mình nó được an lành trở lại. Thì lúc ấy mình coi như cái pháp hành thiền là một cái phương thuốc để chữa với cái bệnh tâm thôi. Thì trong cái trường hợp đấy thì mình không bắt buộc mình phải trang nghiêm quá mức. Dạ, con có câu hỏi cuối cùng, hỏi thay cho một người. Thì bạn của con thì có đang học thiền quán về sự vô thường của một thầy khác, và song song đó thì cũng học luôn cái thiền đề mục này của sư. Thì không biết là bạn của con có thể học song song và thực hành song song luôn một lúc hai cái thiền quán và thiền chỉ như sư đang dạy không ạ? Được nhá, cái pháp thiền này là vẫn có thể thực hành kết hợp với nhau, hỗ trợ nhau được. Trước khi thực hành một cái pháp thiền khác, mình có thể thực hành pháp thiền như niệm thí, niệm thiên, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đều được hết. Và những cái pháp thiền này một chút để hỗ trợ cho những pháp thiền cao hơn. Những pháp thiền này là những pháp thiền định để hỗ trợ cho những pháp thiền quán, hỗ trợ cho pháp thiền tuệ, để làm cho cái đạo tâm của mình nó vững vàng, chắc chắn, kiên cố, để sau này thực hành những pháp thiền tuệ nên cao hơn, nó dễ dàng hơn. Kể cả pháp thiền nói mà quán về cái sự vô thường ấy,
Mà một cái người mà chưa có phân biệt được danh sắc chân đế, có quán vô thường nó cũng không quán được, hay là có quán chỉ là quán trên khái niệm, trên tưởng tượng thôi, chứ chưa phải là quán được thật. Thì khi nào một cái người nào có đắc một cái tầng thiền nào đấy, rồi thực hành thiền tứ đại, phân biệt ra được sắc, rồi phân biệt danh, rồi phân biệt các pháp duyên khởi rồi, lúc đấy mới quán được tính sinh diệt, thì mới quán được tính vô thường. Dạ. Để quán được cái pháp đấy rất là sâu và rất là cao và rất là khó. Con xin chia sẻ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ạ. Lúc nãy lúc mà cái thời thiền đầu đó, sư con niệm là thật là lợi lạc cho ta. Lúc đó là con điểm lại những cái thời, những cái lúc mà con bố thí á, thì mới tầm 5 phút thôi, thì người con nó nhẹ hẳn lên mà nó cứ bay lên, bay rất là mạnh. Thì lúc đó con sợ và con quay về niệm hơi thở, thì cái cảm giác bay lên nó nhẹ hơn, miết suốt cái thời thiền đầu luôn. Cho đến khi giả thiền và khi vô cái thời thiền sau thì con không có cái cảm giác đó nữa. Thưa chỉ dẫn con. Nếu nó khởi lên những cái trạng thái hỷ lạc, nó rất là sung mãn mạnh ấy, thì mình thấy người mình nó nhẹ bẫng đi, thì đấy là dấu hiệu tốt. Nhưng đừng quan tâm nó, đừng hướng tâm đến cái trạng thái đấy, cứ thản nhiên và vẫn cứ niệm bình thường nhé, không sao ấy, cứ niệm bình thường và cái trạng thái ấy, nó nhẹ, nó nâng người lên là chuyện bình thường. Những cái người nào mà hay bố thí, thường xuyên bố thí, hoặc là mình rất là hoan hỉ trong việc bố thí mà bây giờ lại thực hành thiền niệm thí này, thì cái hân hoan nó rất là cao, cái hỷ lạc nó khinh an nó sẽ sinh ra rất là nhanh. Nó giống như cái người nào mà giữ giới, có cái tâm giữ giới mạnh ấy, khi niệm giới một cái là hỷ lạc nó sinh lên một cách rất là nhanh chóng. Người nào mà hay bố thí mà bây giờ niệm thí là hỷ lạc nó sinh lên rất là nhanh, và mình sẽ nhất rất nhanh đắc định, nó vào định cũng rất là nhanh, cho nên nó sinh ra cái trạng thái đấy là chuyện bình thường. Và cứ tiếp tục niệm và cứ tiếp tục, đừng lo gì, đừng suy nghĩ gì về nó cả. Và nó chỉ khởi mạnh lên một lúc rồi sau đó nó quân bình lại, sau đó nó tự động nó quân bình lại, nó thản nhiên lại và nó sẽ hết cái trạng thái đấy đi. Thì đấy là chuyện rất bình thường, đừng nghĩ đến nó nữa, quên nó đi. Và đến thời sau nếu như có ngồi thiền niệm thí thì cũng cứ niệm bình thường, rồi đến lúc nào đấy mình quay về hơi thở thì cũng quay về hơi thở, cũng cứ thản nhiên bình thường. Nhưng mà cái thời thiền sau thì con không có cái cảm giác đó nữa, thưa sư, là mình thiền và nó có đạt không? Đúng rồi, vì thời sau nó quen đi rồi. Nó quen đi rồi, bất cứ khi là, nhất là những cái lần đầu tiên mình đạt được cái trạng thái hỷ lạc mà mình chưa từng đạt đến bao giờ, thì mình sẽ cảm thấy nó rất rõ ràng, nó rất sung mãn, rất mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ một hai lần xong nó quen đi, nó quen thuộc đi cái là nó hết rồi, là lại thấy nó bình thường, nó lại thản nhiên trở lại. Và đừng nghĩ đến nó nữa, cái gì nó đã qua rồi thì nó thuộc về quá khứ, không truy tìm, không đi tìm kiếm lại nó. Còn cái gì nó chưa đến là tương lai, không ước vọng, không có mong cầu một cái gì nó chưa đến, và cứ biết cái trạng thái hiện tại thôi, hiện tại nó như thế nào thì ghi nhận nó như vậy. Con xin cảm ơn sư. Dạ, kính bạch sư, dạ trong cái thời niệm lúc nãy thì ban đầu con ngồi thiền thì con hồi tưởng lại những cái việc mà con đã bố thí và niệm một cách rất là chậm chạp và nhớ từng chi tiết. Nhưng sau một hồi nữa là những cái lúc mà con bố thí nó bắt đầu chạy nhanh hơn, những cái tình huống nó bắt đầu chạy nhanh hơn và dần dần nó mờ dần và mất đi. Thì con không biết là lúc này con chỉ nên chú tâm vào những câu niệm hay là cố gắng bám víu một cái tình huống nào đó để tập trung lại. Dạ, con xin hết. Cũng không cần phải quá rõ ràng, cái gì nó cũng vừa vừa, nó ở cái mức trung bình tương đối thôi. Thì mình hướng đến cái thời điểm làm cái việc bố thí đấy cũng vậy, mình cũng không cần phải quá rõ. Hoặc là nếu như nó có rõ là do cái lúc đầu cái tâm mình nó còn sung mãn về cái sức lực ấy, về cái sự tươi tỉnh, cho nên mình chú tâm nó hiện rõ ra. Một lúc sau nó mệt đi, chú tâm nhiều quá, suy luận nhiều quá, tự nhiên nó căng thẳng lên,
và nó mệt đi thì nó không còn rõ nữa. Thì cái lúc đấy cũng cứ thản nhiên thôi, chỉ cần mình hướng tâm về thời điểm đấy và với cái sự lơ mơ như vậy và vẫn niệm được nhé. Một mặt vẫn phải hướng tâm về nhớ lại, còn cái hình ảnh đấy thì có lúc rõ ràng, có lúc nó mơ hồ đi, nhưng mà tâm mình vẫn gợi nhớ lại, vẫn hướng về cái thời điểm đấy và vẫn niệm cái câu đấy. Cả hai đều phải có, đều phải niệm câu đấy hết. Nếu như khi nào cái câu đấy mà mình cảm thấy nó nhàm chán, nó giống như là mình học một cái câu nào đó nó thuộc lòng rồi, nó thuộc rồi nó cảm thấy nhàm chán thì học sang câu khác. Vậy cái câu niệm thí cũng thế, với cái câu này mà niệm một khoảng thời gian nó thỏa mãn rồi, nó nhàm chán rồi thì lại niệm câu khác. Và thật lợi ích cho ta, thật lợi ích cho ta. Hay là ta bố thí một cách rộng rãi, với bàn tay rộng mở, với bàn tay rộng mở. Hay là niệm thêm những câu này nữa là nó hoan hỉ lên, là nó lại tươi tỉnh lại. Con xin tri ân. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch sư ạ, con có hai câu hỏi. Dạ, khi bình thường là con, nếu mà con không có ngồi thiền á thì con thở bình thường, nhưng mà tới lúc mà con bắt đầu ngồi thiền mà con chú ý đến hơi thở thì con tự nhiên con cảm thấy con ngạt thở và con khó thở, thì con cảm giác như hơi thở con nó không có sâu á, con chỉ hít được tới dừng giữa chừng thôi là con không có hít được nữa, con phải cố gắng con lấy hơi thở hết mình thì con mới thở tiếp được. Dạ, cái câu hỏi thứ hai là trong cuộc sống bình thường con rất là hay bị hồi hộp á, khi đi họp hoặc là phát biểu trước những người đông người á thì con rất là run luôn, thì không biết làm sao để con có thể cải thiện được cái này. Đấy cũng là do tâm lý mình nhé. Tại vì tâm lý mình hay hồi hộp cho nên khi ngồi thiền nó cũng bị hồi hộp như vậy đấy. Nó bị áp lực quá và thành ra nó bị ức chế như vậy. Thì phải coi việc ngồi thiền là việc bình thường, đừng coi trọng quá, đừng quan trọng việc ngồi thiền quá thì nó sẽ thản nhiên ra. Ở trong lúc ngồi ấy thì mình chỉ tập trung 50% ý thức thôi, sau đó mình vẫn có một chút nơ nà, một chút chăm chú, một 50, còn nơ nà 50 đi thì là nó sẽ thản nhiên ra, nó sẽ bớt căng thẳng đi. Và đừng ông trước khi ngồi đừng có suy nghĩ quá nhiều, đừng có chuẩn bị là ta hôm nay ta phải ngồi thế này ngồi thế kia, tính toán nhiều, chuẩn bị nhiều thì đến lúc ngồi nó áp lực nhiều. Nó cứ thản nhiên, vì cái pháp hành thiện hơi thở rất dễ dàng mà không khó khăn gì cả. Thì mỗi một cái nhiệm vụ đó là biết hơi thở vào ra, quá dễ dàng, không có gì mà phải lo lắng. Nếu không lo lắng thì nó sẽ không bị ức chế vậy nữa. Vậy thì đấy là cái giữ được cái tâm tự nhiên một chút. Hoặc là một lúc nào đó mình ngồi chơi ở đâu đấy, ngồi chơi ở một cái chỗ nào đấy, trên ghế đá hay là ở gốc cây, rồi lúc đấy mình nhắm mắt và biết hơi thở vào ra, mình sẽ thấy cái việc biết hơi thở vào ra rất dễ. Hoặc là mình đang làm một công việc gì đấy, trong cái lúc mình nghỉ ngơi 5-10 phút và lúc đấy nghĩ là nhắm mắt vào biết hơi thở vào ra một chút cho nó đỡ mệt mỏi, thì sẽ thấy nó rất tự nhiên. Và những cái lúc như thế thì nó sẽ không bị tức ngực, không bị khó chịu. Và lúc ngồi thiền phải cố nhớ lại cái lúc đấy ta đang làm việc và ta đang ngồi, biết hơi thở nó tự nhiên thoải mái như vậy, cho nên nó có được cái sự định tĩnh rất là tốt. Bây giờ cũng phải cố gắng như thế, phải tập một thời gian như vậy nó quen đi là nó sẽ hết. Còn đôi khi mình có cái tập tính, cái tập khí là hay có cái tính là không tự tin ấy, không tự tin trước đám đông, tự tin trước người khác. Cái đấy nó cũng là cái tập khí của từng người nhé. Có những người mình hay có cái bản tính nhút nhát thì cái cách để tự tin lên ấy, tự tin lên thì bằng rất nhiều cách để làm mình tự tin. Ví dụ như là mình giữ giới nhiều nhé, mình niệm giới nó tự tin lên, mình bố thí nhiều rồi mình niệm thí nó sẽ tự tin lên, mình niệm Phật nhiều nó tự tin lên nhé. Như Đức Phật dạy là ai mà mình hay có cái sự hoảng hốt sợ hãi, lông tóc dựng ngược, lúc đấy hãy tưởng nhớ đến Phật, Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biên chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải muôn thượng sĩ điều ngự, trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, là một thời gian sau là mình sẽ tự tin đi. Hoặc là niệm pháp, niệm tăng, tất cả những pháp đấy đều làm cho mình tăng trưởng cái sự tự tin đi. Còn có rồi sau đó mình thực hành thiền tâm từ hay là thực hành thiền niệm về sự chết, những cái đấy cũng đều làm tăng trưởng sự tự tin đi. Vậy thì cái pháp thực hành về thiền là pháp nhanh nhất để mình phát triển sự tự tin. Vậy cứ thường xuyên thực hành thiền, và hàng ngày mình phải có, thỉnh thoảng phải có cái nguyện nữa cơ. Mỗi khi hành thiền xong hay là lễ Phật hay tụng kinh xong, tự mình phải ước nguyện trong tâm là cầu mong cho con có được cái sự tự tin, không còn cái sự
bất an, sợ hãi khi ở trước đám đông nữa. Một thời gian vậy thôi là nó nhanh, rất nhanh hết. Chỉ một vài tháng là hết sạch luôn. Cảm ơn sư ạ. Dạ con thưa sư, cho con hỏi là thời gian trước đây á, mà con mới tập á, thì con cố gắng tập trung vô hơi thở đó, thì con thấy giống như có đám mây tròn trước mặt. Nhưng con tập trung vô thì con nghĩ cái đó là định. Nhưng sau này á, con càng tập về thời gian sau á, thì con không thấy cảm giác đó nữa, mà con cảm giác giống như là mình nhận biết được cái tâm mình nó đang hoạt động. Rồi mình vừa nhận biết được cái hơi thở vô ra, thì cho con hỏi vậy á, là con đang đi đúng hay là con đang đi sai? Con cảm ơn ạ. Khi quan sát hơi thở thì mình chỉ quan sát hơi thở thôi thì mới đúng. Khi dù mình có thấy cái đám mây hay là cái một cái đám khói thuốc, hay là cái, tức là cái nimitta nó xuất hiện đấy, cái ánh sáng mờ mờ nó xuất hiện, cũng không được đi theo nó nhé, không được suy luận về nó. Và đặc biệt là mình không được đi quan sát cái tâm của mình, không được đi suy xét là tâm của ta nó đang thế này thế kia. Cái đấy là không nên, cái đấy tuyệt đối đừng có nghĩ đến. Càng phân tích nhiều, suy luận nhiều như vậy thì nó càng loạn tâm, nó càng động tâm, càng phân tâm, tán tâm. Và cái đấy là sai, cái đấy phải bỏ hết đi, phải bỏ qua hết. Nếu mà đã thực hành thiền hơi thở thì chỉ biết hơi thở vào ra thôi, rất tự nhiên, bình thường. Và đừng để ý đến những khía cạnh khác, đừng suy luận, phân tích tâm hay là cái đối tượng nó xuất hiện, cái ánh sáng nó xuất hiện cũng không quan tâm. Và chỉ quan sát hơi thở, cứ quan sát hơi thở liên tục như vậy mà không bị phân tâm bởi một cái gì cả thì mới vào định được, mới nhất tâm được. Dạ, cảm ơn sư. Với cho sư cho con hỏi là có nghĩa là thời đầu á, thì con tập trung vô hơi thở được, nhưng mà thời sau á, cỡ chừng 45 phút á, thì bắt đầu con thấy tê chân, tê người, cái con cố gắng, thì lúc đó là cái tâm con nó quay qua sự cố gắng, thì cái đó là vẫn là sai hả sư? Đúng rồi, cái đấy cũng hơi sai. Dạ. Cũng có lúc mình phải cố gắng, nhưng mình khởi lên một cách rất vi tế, rất là thản nhiên, không khởi lên cái tâm đấy một cách thô thiển, cách thô lỗ, nó sẽ tạo thành cái trạo cử đấy, tạo thành một cái sự dao động, động tâm như vậy thì không nên. Và không nên để tâm đến cái đau, và mình có cố gắng, mình cũng đừng nghĩ là ta đang cố gắng đây, ta đang tinh tấn, đừng nghĩ vậy. Mình chỉ cần hơi hướng cái tâm lên một chút thôi, hơi thúc giục nhắc nhở mình cố gắng lên một chút. Nhưng mà phải quay về với hơi thở ngay, chứ không được nan man ở những cái suy nghĩ khác. Dạ, cảm ơn sư ạ. Quý Phật tử đặt một câu hỏi cuối nữa nha, để ăn cơm. Bạch sư cho con hỏi thêm sư. Sư, cái cúng dường và bố thí khác nhau hay giống nhau sư? Là như nhau nhá, cũng đều là bố thí hết. Kể cả mình cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo đều có thể niệm thí được hết nhá. Như vậy nếu mà mình cúng dường hỗ trợ in kinh sách thì có được tính là bố thí không sư? Có, nhưng mà đấy, mình in ấn kinh sách đấy. In ấn kinh sách rồi, nhưng mà phải bố thí và phải có người nhận. Đến khi nào nó đến được tay người nhận thì nó mới thành tựu. Dạ, rồi. Sư, ngũ ấm ma là sao sư? Và khi thiền có bị rơi vô tình trạng đó không? Ngũ ấm ma, thực ra đấy là một cái câu nói phát về sau này ở trong kinh phát triển. Còn trong kinh Nguyên Thủy thì không nói đến ngũ ấm ma. Ngũ ấm là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái này và mình hay bị sinh ra cái tâm tham ái chấp trước vào nó. Tham ái vào sắc, khi mà mình bị sắc đẹp nó lôi kéo và đắm nhiễm vào sắc đẹp thì đấy là mình đã nạp vào cái pháp của ma, và mình sẽ mất cái đường đạo đấy. Tham ái với thọ, vui buồn sướng khổ đấy, tham ái với tưởng, tham ái với hành, tham ái với thức, rồi bị sắc thọ tưởng hành thức ấy nó che nấp, và mình khởi nên cái vô minh, khởi nên tham ái, khởi nên chấp thủ với nó. Cũng có thể hiểu đơn giản là như vậy. Còn mỗi người phân tích suy luận rộng ra thì nó lại thành ra nhiều vấn đề. Nói chung là cái này khi ngồi thiền đừng nghĩ đến cái này nhé. Yeah. Đừng nghĩ đến những cái sự tiêu cực đó.
Dạ con cảm ơn sư.